Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì bên em cập bến rất là nhiều những cái loại lan đặc sắc đáng sưu tầm với giá cực kỳ là yêu thương, cô chú anh chị có thể theo dõi và lựa chọn cho mình cái phần lan ưng ý nhất nhé. Xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên là cái dòng quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô về, hàng về cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại này, cái lô này về thì đây là cái lô quế mà cái vùng miền này bông hoa khá là trắng và cần hoa dài rất là thơm luôn. Đó. Đấy. Hoa hiện tại thì đang có một số bông thì đang sổ, cũng có một số bông là tàn rồi. Cô chú anh chị về ghép để sang năm mình có được những cái giòn lan quế lan hương, dòng đệ nhất hương thơm nức để mà thưởng thức cô chú anh chị nhé. Và cái dòng quế lan hương này thì em xin phép em bán với giá là 320.000 cho 1 kg. Phải nói là hàng cực kỳ là đẹp luôn. Sau bên này đây là dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Đó, hàng cắt tỉa rất là kỹ và cái hàng của vùng quê em thì nó không có dài như những vùng miền khác, nhưng đảm bảo một điều như là nhỏ nhưng mà có võ. Đấy ạ, những cây ngắn ngắn nhưng mà đều có những cần hoa rất là đẹp. Và với những cây ngắn như vậy thì khi mà cô chú anh chị về ghép sẽ rất là dễ trồng, dễ ghép nhé cô chú anh chị nhé. Tức là cây nó không dài ấy, nên là về lên chậu thì sẽ tròn rất là đều và đẹp, kể cái ghép lũa cũng rất là tuyệt vời. Giá em bán là 210.000 cho 1 kg kiều vuông mỡ gà nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị nào mà đã được ngắm cái mặt bông của gà tròn vùng Cao Bằng chắc chắn sẽ có một cái nhận xét, đó là hiếm có mặt bông nào mà có cái mặt hoa đẹp rực rỡ và bông hoa to như cái đùi gà của vùng Cao Bằng quê em ạ. Thân thì gần giống như gà dẹt, nhưng khi mà sổ hoa thì mắt nhung đen, mặt bông gà tròn rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 190.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng hoàng thảo hương vani, cái lô hàng về rất là xanh tươi và đẹp luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg dòng hoàng thảo hương vani này nhá. Với mùi bông hoa sắc hồng và mùi hương ngọt ngào của hương vani rất là quyến rũ ạ. Và sang bên này đây thì em có một cái lô đây là cái lô dáng hương cẩm báo. Cái lô này về cô chú anh chị làm một chậu hay một trụ rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 100.000 cho cái lô dáng hương cẩm báo này. Sang bên này đây sẽ là dòng hỏa hoàng cam, cái dòng lan mà cái sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ, với những cái cần hoa vươn cao và rất là dày bông. Hỏa hoàng cam em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Bình thường trước đây giá không dưới 200-300 ạ. Em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương quế tím, cái dòng mà có mùi hương như là cái mùi tam bảo sắc nhưng mà đậm đà mùi hơn. Hoa thì cái sắc hoa tím hồng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, thì cái dòng dáng hương quế tím này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng dáng hương quế tím với sắc hoa tím hồng rất là tuyệt vời ở đây ạ. Dạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Cần hoa rất là dài, bông hoa tím hồng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Xin nhắc lại, em sẽ bán từ với giá là 140.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là 40.000 một xíu thôi. Cô chú anh chị có giòn lan cực kỳ là đẹp rồi. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng nhạn tháng 4, coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Là những cây gọi là nhỡ nhỡ trở lên, rất là xinh đẹp luôn như thế này. Đó. Và em bán với giá 600.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị, em sẽ bán từ 0,1 kg. Với 0,1 thì cô chú anh chị có thể được khoảng tầm đây, một lô như thế này. Tức là nó sẽ khoảng tầm 4 cho đến 7 cây cô chú anh chị nhé, 4 cho đến 9 cây. Nếu như mà cây nhỏ ấy, thì sẽ được 9 cây. Đấy, một lô khá là nhiều, đủ cái chị anh chị làm một cái giò hoàng nhạn tuyệt vời luôn với giá chỉ có 60.000 thôi đấy ạ.
Sang bên là đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này, thân căng mướt luôn như sơn thủy tiên luôn. Cái dòng lan gần như là chịu nắng 100% luôn ạ. Em bán với giá là 130.000 cho 1 kg dòng lan hoàng thảo hoàng lạp nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Một cái mặt bông được coi là hoa đẹp đặc sắc với những cần hoa rất là dài, dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Và dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Số cây thì nó sẽ rơi khoảng tầm 10 cho đến 12 cây. Sang bên này đây sẽ là dòng lan Hải Henry. Hải Henry thời điểm bây giờ là cây nó đang nở hoa, cũng là mùa ghép rất là đẹp cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Hiện tại đang là mùa hoa và lác đác còn có vài nụ, nhưng mà hiện tại là đã sổ bông rồi. Đó, đây là cái bông hoa Hải Henry và cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Đây là một cái chậu Hải Henry, cái sắc hoa tím hồng đang sổ bông này. Đó, đây là chậu này chỉ có vài thân thôi và cũng vừa mới trồng thuần thì cũng có những cái bông hoa căng rất là xinh đẹp như thế này. Đấy thì cô chú anh chị nào mà yêu mến muốn lấy cái chậu Hải Henry này em bán với giá 100.000. Còn nếu mà không thì cô chú anh chị mua cái hàng cân này được rất là nhiều luôn. Hiện tại thì cái hàng đang sổ bông. Đấy, đang sổ bông rồi, hàng nụ thì gần như là không còn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là 45.000 cô chú anh chị được kha khá cái Hải Henry này để cô chú anh chị ghép rồi. Nói chung là với em thấy thì đây cũng là một cái dòng lan dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sắc ạ, những cây lá xếp vừa tầm ghép tuyệt vời luôn. Đó, hàng lá xếp V thân căng mướt, cây nhỡ nhỡ rất là đẹp, với giá em bán là 120.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là em có cái dòng lan Hải Helen. Cái dòng Hải Helen, cô chú anh chị cùng em ngắm cái chậu Hải Helen hiện tại đang sổ bông tại vườn nhà em. Một cái chậu như thế này thì cô chú anh chị nhìn thấy là em cũng trồng không có quá nhiều cây, nhưng mà đặc điểm cái dòng lan Hải Helen này là nó rất là sai bông cô chú anh chị ạ. Mà hiện tại là có bao nhiêu ạ? 2 này, 4 này, 6 7 bông luôn, mà cô chú anh chị nhìn thấy là số cây rất là ít đúng không ạ? Dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn cái dòng lan Hải Helen này này. Mà hoa thì rất là bền, sắc hoa vàng rất là mang hình dáng chiếc hài cực kỳ là xinh đẹp luôn. Và ở đây thì em bán những cái lô Hải Helen này, hiện tại cây đang nụ này. Đó, nhiều nụ lắm cô chú anh chị ạ. Mỗi một lô khá là nhiều nụ để cô chú anh chị có thể thưởng thức nhé. Hoa này thì rất là bền. Đấy, mùa nụ cũng là cái mùa ghép rất là đẹp. Và mỗi một lô Hải Helen, em có hai lô Hải Helen. Đây em gọi là lô số 1 này. Nhìn cây nó nhỏ bé nên là khi mà chưa lên chậu ấy thì nhìn nó sẽ không có được đẹp mã, nhưng mà về cô chú anh chị lên chậu rồi sổ bông sẽ rất là xinh luôn đây này, những nụ của nó này. Mỗi một lô như vậy em bán với giá là 100.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. 100.000 cho một lô. À, Hải Helen có hai lô ạ. Mỗi một lô như vậy cô chú anh chị có thể làm được 3 chậu như cái chậu lan Hải của em đang có ở đây này. Đấy, có 100.000 cho một lô thôi. Ở đây ạ, Hải Helen thì ở đây em cũng có những cái chậu em đã trồng thuần nhá. Rất là nhiều nụ luôn. Em đã gọi đây là cái chậu 67 ạ. Cái chậu số 67 này đang có những cái nụ xinh. Đấy, nụ rất là đều nụ luôn. Và cái chậu Hải Helen này thì em xin phép được bán với giá là 220.000. Đấy, cô chú anh chị có thể lấy chậu thuần cũng được, hoặc là lấy hàng phần kia với giá là 100.000 cho một phần. Và cái chậu này là chậu 68 này, chậu 68 cũng đang rất là nhiều bông này. Đó, xinh đẹp này, rất là nhiều nụ luôn này. Đó, và em bán cái chậu này với giá cũng là 220.000 cho cái chậu số 68 nhá. Và Hải Henry, em cũng có những cái chậu Hải Henry đang nụ. Ồ, cái nụ này lại bị gãy mất một cái nụ đi chứ. Tiếc quá đi. Đây này, bông hoa lan Hải Henry này, cô chú anh chị cũng có thể lấy chậu thuần luôn, hoặc là lấy cái hàng cân bên kia, cái chậu thuần này. Đấy, đang có 3 cái nụ thì một nụ hỏng mất rồi. Em bán cái chậu này với giá là 150.000 này. Và chậu số 70, chậu này 69 là 100. Và chậu 70 này thì hiện tại cũng đang có 3 nụ cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Cây rất là khỏe nhá. Và cái chậu này em cũng bán là 150.000. Và bên này thì em có một cái lô bạch ngọc đuôi công. Một cái lô bạch ngọc đuôi công, cái dòng lan mà cái địa lan nở hoa Tết. Bông hoa rất là to đây cô chú anh chị này, quả của nó to đùng như thế này mà. Hoa nó rất là to, hiện tại là cây nó đang bắt đầu hình thành nụ hết rồi đấy ạ. Một cái lô như thế này em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá. 200.000 về cô chú anh chị làm được một chậu rất là to luôn. Và sang bên này đây cũng là dòng địa lan, em có cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân. Khi nói đến hoa Tết thì có lẽ là người ta không thể nào mà không nhắc đến cái mặt một cái dòng địa lan của rừng Việt Nam mình. Đó là cái dòng địa lan Trần Mộng Xuân, một cái dòng địa lan cực kỳ là nổi tiếng với cần hoa vươn dài khoảng tầm 1 m và hoa rất là bền. Cái sắc hoa vô cùng là xinh đẹp. Và cái dòng Trần Mộng Xuân này cũng vậy, dòng này là chuẩn hoa Tết, độ bền khoảng tầm 3 tháng.
Đấy. Hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu là hình thành nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Và 1 kg em bán với giá là 90.000 cho 1 kg ạ. Hàng cây rất là khỏe và rất là đẹp luôn nhá. Với những cái giả hành căng mướt, hứa hẹn cho một những cái cần hoa sẽ vô cùng là đẹp cho mùa tới này. Và những cái dòng trần mộng xuân này cô chú anh chị thấy là nó không chỉ chơi cái chơi hoa đẹp thôi mà người ta còn còn sử dụng nó để mà chơi chơi thân lá, ví dụ như ở những cái nơi ở vùng Sơn La, ở vùng Sapa, ở những cái khách sạn người ta có thể trưng những cái giò trần mộng xuân ở trong cái khoảnh sân để tạo cái không gian rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, cái hàng này thì cô chú anh chị về có thể trồng ở ngoài sân thì cũng tạo ra một cái không gian rất là đẹp cho cái sân vườn của nhà mình. Em xin nhắc lại là có 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán từ 1,5 kg ạ. Ngoài ra thì ở đây em cũng sẽ có cả cái trần mận xuân xuân mà em đã chia ra theo khóm, thì lát nữa em sẽ giới thiệu cô chú anh chị sau nhé. Còn sang bên này đây thì cũng là những cái dòng là hàng lan thuần rất là đẹp cô chú anh chị này. Cái dòng lan đen rô xuân nhé, cái dòng đen rô xuân, cái dòng đen rô xuân thì cô chú anh chị biết rồi ạ, hoa sẽ rất là nhiều sắc màu. Ví dụ như ở đây là đang sổ một cái đang có một cái giò lan sổ bông này. Cái dòng lan này thì hoa nó phải bền trên 2 tháng và có hương thơm nhé, có hương thơm khá là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, một cái chậu thì một cái chậu này thì rất là nhiều thân hoa, rất là nhiều thân hoa, và hiện tại là các cái thân đang căng mướt như thế này này. Hứa hẹn cho một mùa hoa Tết vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Và một chậu như thế này, một chậu như thế này thì em chỉ bán với giá có 150.000 cho một chậu thôi. Đấy, 150.000 cho một cái chậu phải nói là vô cùng là đẹp nhá. Cái dòng đen rô xuân ạ, sẽ sổ rất là nhiều những cái sắc màu và màu nào thì cũng rất là đẹp và đều có hương thơm nhá. Và bình thường thì cái hàng đen đô xuân là mọi năm đều là hàng hàng hoa Tết là người ta đều nhập từ Trung Quốc về. Và một chậu khoảng tầm 2 thân thôi thì cô chú anh chị thấy là giá nó cũng trên 200.000 rồi đúng không ạ? Còn hàng này là hàng trồng thuần của vườn Việt Nam mình. Cây hiện tại căng hết thân như thế này rồi, chuẩn bị làm nụ để cho hoa xuân hoa Tết hết rồi đấy ạ. Đấy, em bán với giá xin nhắc lại là chỉ có 150.000 cho một cái chậu đen đô xuân rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Cây chậu thì rơi vào tầm 5-6 thân hoa trở lên, rất là đẹp ạ. 5-6 thân hoa trở lên. Đấy, cô chú anh chị nhìn này, rất là xung xuê luôn nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giò hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc thân thắt đốt và sáng bóng như những hạt ngọc luôn. Đó, đây ạ. Cái dòng này thì không chỉ chơi thân đã ngắm cảm thấy rất là mê rồi, mà khi mà sổ hoa thì cái mặt bông của cái dòng này thì vô cùng là rực rỡ luôn nhá. Chỉ cần vài bông sổ thôi, vài bông sổ thôi cô chú anh chị cũng đủ thấy là nó rất là đẹp rồi. Hoa rất là rực rỡ mà bền hoa đều lại có hương thơm nữa nhá. Và một cái giò như thế này thì rơi vào 6-7 cái thân hoa trở lên ấy em thấy ấy. Đó, em bán với giá chỉ có 150.000 cho một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy thôi. Dạ, 150.000 trong cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc, từ trước nay thì giá của nó là không dưới 178 trở lên. Hàng hôm nay em để giá 150. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình những giò hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp luôn. Đó. Chú anh chị cùng nhìn lại cho em những giò đen đô xuân, hàng thuần chậu rất là khỏe, rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Cái bộ rễ của nó này, chứ không phải là như hàng Trung Quốc về trồng có khi là thưởng thức hoa xong rồi bỏ đi. Còn cái hàng này mình chơi xong rồi, chơi hoa xong rồi có thể giữ lại làm giống, làm giống thoải mái cô chú anh chị ạ. Cây rất là khỏe luôn. Thế đây là hàng thuần của Việt Nam. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Những cái chậu kiều lộc bắc. Dòng kiều lộc bắc là hoa nở Tết đấy cô chú anh chị. Trước đây thì giá của nó cực kỳ là đắt đỏ. Một chậu kiều lộc bắc như vậy em bán với giá chỉ có 130 cho một chậu thôi nhá. 130.000 cho một chậu kiều lộc bắc. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, đặc biệt là những cái cây cáo phân nhánh, những cái giò quế lan hương, hàng lá xếp em đã chia ra theo từng hình để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái hình gọi là ưng ý nhất ạ. Em xin phép được bắt đầu từ hình số 1 trở đi nhá. Đây ạ, còn cái lô quế trên này cũng nụ rất là tuyệt vời, em bán với giá là 320. Đấy. Hoặc là cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình này giúp em cũng được nhá cô chú anh chị nhá. Em có cái hình này gọi là hình số 1 này, ba ngọn quế hàng lá xếp thẳng tắp luôn, không bỏ lá chân, rất là đẹp. Em bán cái hình này với giá là 240.000, về cô chú anh chị làm một chậu cực đẹp luôn. Là hình số 1 nhá, ba ngọn quế to ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2.
Hình số 2, hình này cũng là ba ngọn quế này, cũng là ba ngọn quế là xếp thẳng đẹp này. Bán hình này với giá 220.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình này có cũng là ba ngọn quế xếp thẳng cực đẹp luôn, em bán với giá 230.000. Và hình số 4, hình này có 10 ngọn quế lan hương. Đấy, 10 ngọn quế tất cả nhá. Đấy, cô Như, cô chú anh chị nhìn thấy cái mặt bông của nó thì thấy rồi, cái mặt bông của lô quế này thì khá là trắng, vùng biển quế trắng rất là đẹp. Em bán cái lô quế này là có 10 cây với giá chỉ có 210.000 ạ. 210.000 thôi nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5, hình này có 3 cây quế khá là lớn luôn cô chú anh chị này. 3 cây quế khá là lớn luôn. Hàng này thì có những cây nó đang nụ ấy. Nhưng mà vận chuyển ở rừng về thì nó cũng có bị hỏng nụ, trong đó có cả cây mẹ con nữa này. Với hình quế này em xin phép được bán 250.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6, hình này có 3 cây, 3 cây quế lá xếp thẳng tắp. Giá em bán là 210.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 là một cái ngọn quế mẹ con mà không bỏ lá chân, rất là đẹp. Vừa rồi là cái cần hoa cực kỳ là dài luôn đấy cô chú anh chị này. Đấy, không bỏ lá chân và lá chất lá sáng bóng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho cái ngọn quế mẹ con này nhá. Ngọn quế mẹ con này cô chú anh chị nhìn cái chất lá rất là đẹp luôn. Dạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái hình số 8 này là có một cây xếp rụt rịt này, nhiều cặp lá này và một cái rề phần bên này nữa, vừa rồi rất là sai bông luôn. Hình này em bán 200.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này có tất cả là 9 ngọn quế xếp cực xinh luôn này cô chú anh chị này. Hình này em bán với giá là 180.000 thôi. Và sang hình tiếp theo hình số 10, 4 ngọn quế khá là lớn. Cô chú anh chị nhìn thấy cái cây, một cái vòi hoa quế đang sổ bông này. Thơm ơi là thơm luôn và hoa trắng nuột đẹp như thế này. Đấy, em bán cái hình quế này với giá là 4 ngọn nhé, 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình này có tất cả là 5 ngọn quế lá xếp cực kỳ là xinh luôn đây ạ. Em bán cái hình này với giá là 220.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình này cũng là 4 ngọn quế xếp rất là đẹp, thẳng đẹp luôn, em bán với giá 210.000. Và hình số 13, 5 ngọn, em bán 200.000. Và hình số 14, hình này có 3 ngọn, em bán cũng 200.000 đây, 3 ngọn đây, làng là xếp thẳng tắp đây. Và hình số 15, hình này có 7 ngọn, em bán 200.000. Và hình số 16 có 8 ngọn xếp nhá. Đây, 8 ngọn xếp rụt xinh, bán có 180.000 thôi. Và hình số 17, 5 ngọn, 210.000 cho 5 ngọn này. Đấy, có cái ngọn đang chuẩn bị sổ bông này. Đấy, đảm bảo quế trắng, cái vùng miền hoa trắng rất là đẹp. Hình số 18 có 8 ngọn, em bán với giá chỉ có 200.000 thôi, có 8 ngọn quế xếp. Đấy ạ. Và hình tiếp theo là hình số 19, 5 ngọn, em bán 200.000. 5 ngọn nhé, 5 ngọn quế xếp đều rất là đẹp. Và hình số 20, em bán là 7 ngọn với giá là 220.000. Thơm ơi là thơm luôn cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo bên này sẽ là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo em có bán 180.000 trong 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này giúp em cũng được này. Hình số 21 có 8 cây cáo. 8 cây cáo ở hình này em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 thôi. Và hình số 22, hình này có tất cả là 10 cây cáo là xếp rất là xinh, là xếp V luôn nhé. Em bán hình này với giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Và hình số 23, 7 ngọn cáo xếp V, em bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo, hình 24, em bán là 100. Hình này có 6 ngọn cáo to nhé. 6 ngọn cáo to ở đây. Đây có, trong đó có ngọn mẹ con này, một ngọn, một mẹ ba con này, hai con này. Em bán cái hình này với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 25. Cái hình này có tất cả là 5 cây cáo. À, vừa rồi cái cần hoa rất là sum suê luôn. Cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Cái lô cáo này có tất cả là 16 cây, với giá em bán chỉ có 100.000 thôi. Và hình số 27 này, 27, 6 ngọn cáo khá là lớn nhé, quý anh chị nhé. 6 ngọn cáo khá lớn, giá em bán là 130.000. Và hình số 28, hình này có 4 ngọn cáo khá là to, với hình này em xin phép được bán với giá là 120.000. Và hình số 29, hình số 29 này 15 cái ngọn cáo luôn, giá em bán chỉ có 100.000 thôi. Và đặc biệt, hình số 30 là một cái ngọn cáo hoa phân nhánh. Em sẽ nhấc nó ra đây để cô chú anh chị nhìn nhá.
Dòng cáo hoa phân nhánh là một cái loại cây giáng hương đuôi cáo, gọi là dòng cáo đột biến nhá, chú ý chị nhá. Đột biến của dòng giáng hương đuôi cáo. Cái bản lá thứ nhất là về cái bản lá của cây cáo này là phải rơi vào khoảng tầm 5 cm. Cái thứ hai là cây cáo này phân nhánh, cô chú ý chị thấy là nó phân cực kỳ là rõ luôn. Đây 1 2 năm vừa rồi là có tất cả là 4 nhánh. Năm vừa rồi tất cả là 4 nhánh, cái cần hoa này rất là đẹp luôn. Để có phân 2 nhánh thì đã là khó rồi, mà phân đến 4 nhánh thì phải nói là khá là hiếm luôn cô chú anh chị nhá, khá là hiếm luôn. Và cây cáo này là cây một mẹ với 3 con ạ, một mẹ 3 con nhá. Đấy, một mẹ 3 con mà hàng cây không bỏ lá chân. Bản lá to nhá. Và ở đây thì em cũng nói qua luôn là cũng rất là tiếc là ở đây người ta dân người ta trèo lên cây cao quá lấy xuống thì nó cũng có bị ảnh hưởng cái lá một chút xíu ở đây này. Đó. Nhưng mà cô chú không sao đâu cô chú anh chị nhá. Những cái lá này thì ở chân và mình cũng không phải cắt lá đâu ạ. Không phải cắt lá đâu. Đấy, em giới thiệu rất là kỹ như vậy. Cô chú anh chị nào yêu thích thì có thể sưu tầm. Cây rất là đẹp. Và cái cây này em xin phép được bán với giá là 450.000 nhá cô chú anh chị nhá. 450.000 đấy của cái cây giáng hương đuôi cáo này. Và sang phần tiếp theo sẽ là dòng hài hương, một cái dòng lan hài mà rất là quý cô chú anh chị ạ. Và cái hình hài hương số này em gọi là hình 31. Là dòng hài hương cây giống có tất cả là 25 cây luôn. Và em bán với giá là 150.000. Những cây giống này về dòng hài hương này rất là dễ trồng thôi cô chú anh chị ạ. Chị em song sinh với dòng hài hằng đấy ạ. Hoa một trong ít những cái dòng lan hài có hương thơm nhé. Hình 32 cũng 26 cây. Em bán với giá chỉ có 150.000. Tức là mỗi một cây chỉ rơi vào còn 5.000 thôi cô chú anh chị. Dòng lan hài rất là quý. Sang bên này sẽ là hình số 33, một cái giò hoàng thảo vôi. Một cái loại lan mà trong dòng hoàng thảo cái hương thơm chỉ đứng sau trầm. 150.000 cho hình 33. Hình 34, long tu xuân rất là đẹp luôn. Giò long tu xuân cực đẹp. Giá em bán là 150.000. Và hình số 35, cuối giò long tu xuân cũng rất là đẹp, với giá 140.000. Và 36, 140.000. Hình số 37, chúc Phật bà cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan mang tính tâm linh, nở hoa Tết. Từ cái thân của nó tỏa ra cái hương thơm rất là dễ chịu luôn rồi. Em bán cái giò này với giá 250 cô chú anh chị nhá. Hình 38 cũng 250. 39 chúc Phật bà cũng 250 cô chú anh chị ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giò trầm tím, những cái bảng trầm tím hàng rừng cô chú anh chị ạ. Bảng trầm tím số 40, thân nú luôn với giá 140.000. 41 với giá 110.000 và 42 với giá là 130.000. Nói chung là hiện tại thì nó cũng chưa có được dài lắm, nhưng mà cây thì khỏe đẹp, về cô chú anh chị có thể trồng đến sang năm thì rất là đẹp luôn. Hình số 43 em bán bảng này với giá 130.000. 44 130.000 và 45 cũng là 140.000. Bảng này rất là đẹp nhá. 46 một cái chậu trầm này 120.000 và 47 cái bảng trầm cực kỳ là đẹp luôn. Em bán cái bảng này với giá là 150.000. Sang bên này là hình số 48, là một cái chậu kiếm trắng Thái Nguyên. Cái mặt bông kiếm kiếm va gọi là gần như là đẹp nhất trong top đầu trong làng kiếm va nhá, là một trong mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất ở cái trong mặt bông kiếm va của dòng Thái Nguyên, của vùng Thái Nguyên đấy ạ. Và hình này hình 48, em bán cái chậu này có tất cả một cái chậu thuần rất là đẹp, 43 thân và một mầm, 280 thôi cô chú anh chị ạ. Hàng chuẩn mặt bông cây giống luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số đây là một cái chậu vàng cánh bầu của Hải Phòng. Cũng là dòng hoa, dòng kiếm va top đầu của dòng lan kiếm va nhé. Chậu này 2 thân, một mầm 170. Và hình tiếp theo hình 51 là 140.000 cho chậu kiếm này 2 thân vàng cánh bầu Hải Phòng. Và 52 là một cái chậu trầm trắng, một cái giò trầm trắng nhé cô chú anh chị nhé. Đã là trầm thì hoa rất là thơm. Bán có 130.000 thôi. Sang hình tiếp theo. Tiếp theo đây sẽ là hình số 53. Hình số 53 là một cái giò đai châu hồng cánh sen. Bình thường em bán là 220. Cái chậu này thì có hơi lỗi lá nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ, hơi có lỗi lá. Em để xả nốt với giá là 100.000 thôi. Đó. Hình tiếp theo hình 54. Em bán với giá 120.000 cho một cái chậu giáng hương đuôi sóc này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình Trần Mộng Xuân ạ. Trần Mộng Xuân hiện tại như em đã nói rồi là cây đã bắt đầu là hình thành nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Những cái khóm như thế này rất là đẹp luôn, về cô chú anh chị mà lên chậu để trong cái phòng khách sảnh rất là tuyệt vời ạ. Giò rất là đẹp này, khủng rất là tròn và rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Cái dề Trần Mộng Xuân số 55, cái dề rất là đẹp luôn. Tròn cực kỳ là đẹp luôn. Cái thân của nó rất là bự cô chú anh chị ạ. Đang hình thành nụ hết rồi.
Rể Trần Mộng Xuân này em xin phép được bán với giá là 400.000 nhá. 400.000 cho rể Trần Mộng Xuân rất là to. Rất là to này đấy ạ, 400.000, rất là to luôn. Cô chú anh chị phải để vào chậu to để trước sân thì quá là tuyệt vời. Sau hình tiếp theo sẽ là hình số 56. Những cái giò như thế này bình thường nếu mà hàng mà đang nở hoa Tết, mỗi cần hoa là người ta phải bán tầm 200.000 cho một cần hoa ấy, cái dòng Trần Mộng Xuân này cô chú anh chị này. Sau hình tiếp theo hình 56, một cái khóm vô cùng là xinh đẹp luôn. Đó, giả hành tròn vo căng mướt luôn. Đấy, em thấy là đang có những cái nụ đã được bắt đầu là hình thành rồi cô chú anh chị này. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá là đẹp lắm cô chú anh chị ạ, giò này 200.000 cho hình 56. Và hình tiếp theo là hình 57. Cũng là 200.000 cho dề này này. Đó, và 58, 58 nhá. Cái hình 58 này em có một dề thân căng mướt cực đẹp này, và thêm cái khóm bên này là khóm mẹ. À, cây một dề hai nhánh này nữa. Cái lô này em bán với giá là 150.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 59. Hình 59 cũng là một cái dề Trần Mộng thân căng vô cùng là đẹp luôn. Cái hình Trần Mộng này, cái mùa này là mùa làm nụ và cũng là cái mùa mà ghép tuyệt vời nhất đấy ạ. Cái giò này em bán với giá là 230.000 nhá, là hình 59 ạ. Hình tiếp theo là hình 60, cái giò Trần Dề và Trần Mộng Xuân này. Em bán cái dề này với giá là 270.000. 270.000. Đây có những cái nụ đang hình thành, có những cái khóm này. Cái này là cái nụ ấy, nhưng bị gãy mất rồi. Cái này thì cô chú anh chị cứ yên tâm luôn, như cái hàng của em có những cây nó bị bom về ấy. Héo queo héo quắt, em để vào cái bên cạnh vườn đi, nó vẫn cứ ra nụ bình thường cô chú anh chị ạ, không có làm sao hết, ra nụ và cần hoa vươn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cũng em thấy là nó cũng rất là dễ sống để mà cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa ấy. Tiếc quá bị một cái cần hoa gãy. Em bán cái hình 60 này với giá 270.000. 270.000 cho hình 60. Và hình 61 này, 61 em bán 190.000 cho dề này. Và 62 em bán là 100. Hình 62 với giá em bán cái chỗ này là có đây, cả một cái lô như vậy. Em bán với giá là 140.000 cho hình 62 nhá. Ngoài ra thì đây em nhắc lại, em cũng có bán hàng cân với giá 90.000 cho 1kg đấy ạ. À, bên này là dòng Dendro Yaya hay là Dendro Nắng, cực kỳ là đẹp luôn, với mặt bông vô cùng là quyến rũ, nhiều sắc màu rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị này, bông hoa to nhé, có hoa sắc tím, có hoa trắng lẫn tím và có những cái bông hoa sắc màu như thế này. Và một chậu thì rất là khỏe luôn, nhiều giả hành cái dòng này cho hoa quanh năm đấy ạ. Em bán 60.000 trong cái chậu Dendro Yaya này. Đấy, hay là dòng Dendro Nắng này, nhiều thân, nhiều giả hành nhé, cho hoa quanh năm. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu châu hồng gấm rất là tuyệt vời. Cái dòng lan đai châu mà lai tạo giống giữa dòng mà mặt bông đai châu và đai châu Thái và một cái mặt bông của dòng cây khác, tạo ra cái mà một cái mặt bông đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ, mà lại có hương thơm nhá. Đây này. Đó, và một cái chậu châu hồng gấm như vậy em bán với giá 220.000 ạ. 220.000 cho một chậu châu hồng gấm này. Sang bên này là những cái giò kiếm tiên vũ, hàng là láng tít luôn cô chú anh chị này. Là những cái chậu rất là nhiều thân và đang những cây đủ trưởng thành để cho hoa, vì giá em bán chỉ có 110.000. Này thì em vẫn có những cái chậu chậu hồ điệp rất là khỏe luôn, đang nụ này, đang nụ nhá, nhưng mà có hơi lỗi lá nên là bình thường em bán 60.000 thì hàng này em sẽ bán vì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này thì em có hai cái lô kiểu tím miền Trung ạ. Đây em bán thanh lý xả luôn. Cái lô này thì có hai rễ rất là xinh. Hai giày này em bán 200.000 này. Cái lô tiếp theo là lô số 2, em bán là 100.000. Lô số 2. Bên này em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Măng mầm ngon tuyệt vời luôn, tuyệt phẩm luôn, với giá em bán là 200.000 trong 1kg nhá. Măng mầm ạ. Bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Em bán với giá là 170.000 cho một túi này. Và bên này là tế mũ tần với giá em bán 120, nấm ngọc cầu 150. Và bên này sẽ là măng, bên này sẽ là cái măng lưỡi, là măng ạ, đây là cái trứng hộp khô, em bán với giá 200.000 cho một túi 1kg này. Bên này sẽ là cái nấm hương rừng 150.000 cho một túi này, một nửa kg. Có 8 sâu nhé, tầm những cây xanh 220, tầm những cây 109 ạ. Hoàng tinh em bán 200.000 cho 1kg. Đấy, hoàng tinh 200.000. Và em có quả mắc mật khô với giá là 120.000 cho 1kg. Cái chỗ này thì nửa kg được rất là nhiều ạ.
Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan vỏ thông nhá, đủ size 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Giớn vụn cái giá thể chống lan tuyệt vời 40.000 trong kg được rất là nhiều. Và bên này sẽ là các cái chế phẩm dành cho hoa lan Atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 cho một cặp dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Super Thai hóc môn tăng trưởng với giá 5.000 trong một lọ. Ở đây hôm nay em quên không lấy, nhớ lấy ra nhé. Kiên Kiên Bun đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một gói. Một túi như vậy 1 kg với giá 35.000, một hộp 1 kg với giá là 130.000. Và phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Cây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng, 35.000 trong một cuộn. Và đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vịt chuối, phân trâu và đậu tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng 2 tháng. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một túi cô chú anh chị nhé. Sản phẩm này cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể hoặc là bón một cách trực tiếp cho cây, đã được xử lý rất là kỹ nên là khi mà cô chú anh chị bón tưới nước nén viên rất là chặt rồi, nên là khi mà cô chú anh chị bón tưới nước ạ, không nó sẽ không bị mủn ra, chính vì vậy mà tạo giá thể thoáng và sạch để cây phát triển cho tối ưu nhé. Và giá xin nhắc lại là 100 mã có 35.000 thôi, mà sản phẩm này vô cùng là lành tính, bởi vì khi mà cô chú anh chị bón là không bao giờ sợ bị đen đầu rễ như là những cái loại phân bón khác đâu nhé. Cái này em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt giọt ạ. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một lọ. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược hiệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau một cách hiệu quả, không gây nóng rát nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.